đầy đủ ý nghĩa để tuổi lễ thu quy được diễn ra trang trọng đến từ ông khi dân tộc thông báo và chính thức. Chúng đến đây rồi, có người ta đã bố trí rồi. Bác lòng thân, mời bác ra đây chúng ta cùng nhà đàn con trong nhà đàn. Hai ba người nhé, nhé. Tôi kính thưa quý vị dân mến và chúng xem hoa của chú rể Thành Phúc đang thực hiện truyền bày thần dân trước cổng hoa của gia đình họ nhà cái. Một lần nữa dẫn lời lấy cho ông chú Phạm Niên và bà Bùi Thị Mơ xin được trân trọng gửi lời thông báo và kính mời đến toàn thể phụ ông của bà cô thầy chú bác cùng các bạn trẻ đang dưỡng thanh niên, chúng ta hãy bớt chút thời gian vàng ngọc của mình trở về với trung tâm tổng cưới của gia đình họ nhà gái và chọn cho mình một chỗ ngồi thật là ưng ý nhất để chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của cô dâu Huyền Giang cánh tay cùng chú rể tình phúc trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng thông báo và kính mời.